tỏi chó. Không biết ra hàng lọc đâu đó. Ừ. Lắm lúc tìm khó đấy. Tỏi chó là cái con này đùi này to nhỉ. Nếu mà bán một cái tỏi chó này cũng ấy cũng 300.000 một cân nhỉ. Cái này làm hết xương ra là cũng 300 anh ạ. Còn nếu để cả xương cái này mà người ta thích để về người ta ăn gặm ấy. Thì là 250 một cân thôi. 250 cả xương. Cả xương. Còn lọc xương là 300. Lọc xương 300. Nó co vào. Trên bếp kia lọc dễ lọc hơn, nó nóng hơn. Nóng. Ở nhà thì bận quá, chưa có thời gian lọc đúng không? Em ông bà về quê. Ông bà về quê. Là một tháng chỉ dám làm phiền chị một ngày hai ngày thôi. May là chị là người giới tính cho nên là mới dám quay liên tục ấy. Người khác thì không dám lên quay liên tục ngày tháng nào lên đâu. Chị bảo chị là rất giới tính. Thật mà em nói thật, vào nhiều nơi rất là ngại, chị rất là giới tính, đến quay lúc nào chị cũng niềm nở. Vui tính như là chia sẻ được cho chia sẻ nhiều hơn, dám lên nhiều hơn. Thái bảo là ngại lắm, nhưng thật sự cũng ngại thật. Tháng nào cũng làm phiền chị. Thì đâu còn anh quay lên quay thôi. À, một tháng chỉ một hai lần thôi, một hai buổi thôi. Chia sẻ cho anh em xem cầm được giá thịt chó cho các bạn biết. Phố ẩm thực của Lạng Sơn này anh em nhé. Quán thịt chó. Ở đây có mỗi một quán thịt chó thôi. Thịt vịt thì nhiều, thịt lợn nhiều, nhưng mới có mỗi một quán thịt chó. Nếu mà bây giờ ai mà lên cạnh tranh thịt chó khả năng là không biết thế nào nhỉ. Ở đây trước cũng có người bán mà. Có chứ, ở đây có quán bán liền thôi nhỉ em đến đây. Thế bây giờ họ là không bán được hay sao đúng không? Họ bị bật bãi rồi đúng không? À, không bán mà. Anh ấy không để ý trước. Đây ở ngay cạnh miền đây có một bàn. À. Trước là ở đây có hai quán này. Thế là họ không cạnh tranh được với mình. Thế là mà. À. Đấy. Trên kia có một nhà bán à? Không nghỉ cũng tỉnh lâu. Bán được mấy tháng. Đấy. Thứ nhất là người ta ăn ngon người ta mới được trụ được, chứ không phải là cứ bán là được đâu. Và có duyên bán hàng, nhiều người có duyên bán hàng nữa. Mỗi người. Đúng rồi. Thế là một, thứ hai là có lì hay không? Chụp được càng lâu thì càng thắng rồi.